Thông tin lãnh đạo Hầu bị bắt là bịa đặt. Sở GDCK, thành phố Hồ Chí Minh, Hầu khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc ông Lê Hải Trà, tổng giám đốc Hầu bị cơ quan công an bắt. Vào 18 giờ ngày 18 tháng 1 là bịa đặt. Hầu cho biết, chiều tối ngày 18 tháng 1 năm 2022, trên các trang mạng xã hội đã lan truyền tin đồn về việc ông Lê Hải Trà, tổng giám đốc Hầu đã bị cơ quan công an bắt vào 18 giờ cùng ngày. Thông tin đã gây xôn xao dư luận, ảnh hưởng đến tâm lý công chúng đầu tư và ảnh hưởng đến uy tín của Hầu. Hầu khẳng định đây là thông tin bịa đặt. Hầu đã đề nghị các thành viên thị trường phối hợp, hỗ trợ khuyến cáo các nhà đầu tư bình tĩnh, sàng lọc thông tin trước khi tiếp nhận và phát tán trên các trang mạng xã hội. Trước đó, trong năm 2021, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với một cá nhân sử dụng tài khoản Zalo cung cấp công văn giả mạo của Hầu trong nhóm Zalo. Cá nhân này đã bị phạt 15 triệu đồng vì cung cấp công văn giả mạo số 705/SGDHCM-TV ngày 6 tháng 6 năm 2021 của Hầu và cung cấp thông tin sai sự thật.